cởi mở, phóng khoáng, hiện đại là những ấn tượng đậm nét nhất khi lần đầu đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Mảnh đất Sài Gòn chào đón, chấp nhận và dung hòa mọi sự khác biệt để xây dựng giàu đẹp bản sắc vốn có. Sài Gòn được bao phủ bởi những công trình kiến trúc ấn tượng, pha trộn hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, khiến người ta hào hứng không ngừng mỗi khi nhắc về. Người Sài Gòn hào sản, ghi dấu với khuôn mặt vui tươi niềm nở, tính cách hiếu khách và luôn luôn sẵn lòng chia sẻ. Không chỉ đơn thuần là thành phố kinh tế năng động, Sài Gòn chính là sự giao thoa, gắn kết và phát triển giữa con người với con người. Mà sự thú vị đó phản chiếu rõ ràng nhất trong nét văn hóa ẩm thực Sài Gòn. Cơm tấm với lại bún Thái. Bún thịt nướng với lại gỏi cuốn. Phở, bún đậu. Phở với lại hủ tiếu. Hủ tiếu, cơm tấm với lại bún thịt nướng ạ. Nói về cái hay cái lạ của ẩm thực Sài Gòn là nói đến sự đa dạng và phong phú của hàng trăm hàng quán, hàng nghìn món ăn. Chỉ cần chạy dọc trên một con đường bất kỳ, người ta cứ ngỡ như đang thưởng qua bao lớp văn hóa độc đáo của Việt Nam. Ở một nơi mà đặc sản vùng miền nào cũng có thể thử, từ chuẩn vị đến nhập vị đều đáp ứng tất tần tật. Có lẽ cũng chính vì vậy, có những món ăn dù không phải là đặc sản Sài Gòn, nhưng lại khiến không chỉ người Sài Gòn mà cả du khách đều mê mẩn. Có thể phở không có xuất thân từ Sài Gòn, nhưng không một người nào ở đây là không biết đến cái vị ngon của quốc hồn quốc túy dân tộc. Nhắc đến món Việt là phải có phở. Hương vị của phở có thể ngon hơn, mặn hơn hoặc là cay hơn tùy thuộc vào khẩu vị vùng miền. Dù vậy, những yếu tố cốt lõi vẫn luôn được giữ lại trong mỗi bát phở. Đó là nước hầm xương, sợi phở trắng mềm, những lát thịt thơm kèm thêm chút hành lá. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc món phở, như bắt nguồn từ món ngưu nhục phấn của người Hoa hay từ món pot au feu, súp hầm bò của người Pháp. Dù là giả thuyết nào đi nữa, chắc chắn phở là do đích thân người Việt tạo ra, xuất hiện trong những năm đầu thế kỷ 20 và phát triển thăng hoa nhất ở Hà Nội. Phở Bắc có nước dùng ngọt thanh, trong vắt, được ninh từ xương bò. Bánh phở được làm thủ công từ bột gạo, tráng mỏng rồi cắt sợi. Nhắc tới bánh phở Bắc là nhắc tới sự tỉ mỉ, thượng phẩm, đảm bảo đủ tiêu chí dai mềm, ngấm nước dùng mà ăn không bị nhũng. Một tô phở đậm chất Hà Nội sẽ chỉ có bánh phở, thịt bò, một ít hành lá và trộn nhấn vào hương vị nước dùng. Cũng chính vì thế, bước đầu tiên mà dân sành ăn phở sẽ làm đó là hớp một muỗng nước dùng. Nước dùng đậm đà, ngọt từ hầm xương, thoang thoảng mùi thơm của hồi, quế. Tổng thể hài hòa là đã nắm chắc 70% thành công của tô phở. Trái với phở Bắc, phở khi đến Sài Gòn là sự kết hợp của nhiều thành phần. Nguyên liệu ăn kèm có phần thịnh soạn hơn, tái nạm gầu gân, bắp bò, vân vân. Nếu như tô phở Bắc bưng ra là có thể ăn ngay, thì người Nam lại chuộng ăn thêm với giá trụng, những lá cây rau mùi, rau húng và đặc trưng nhất là ngò gai. Vị nước dùng cũng khớp với cái độ hảo ngọt bản địa, có phần ngọt và béo hơn hẳn. Nếu phải so sánh thì quá bất công, bởi mỗi cách nấu phở đều có cái hay riêng mà làm người ta thấy thèm mỗi khi nhớ tới. Cũng chính nhờ sự du nhập mà sau này còn có thêm phở gà, phở xào, phở khô, làm đất Sài Gòn nói riêng và ẩm thực Việt nói chung ngày một đa dạng. Nói về món ăn được đem đến Sài Gòn, người ở đây không thể nào quên được cái mùi thơm cay nồng, màu nước dùng đỏ đậm đà, ăn kèm với khoanh thịt giò đầy đặn, ấn tượng của bún bò Huế. Người ta kể rằng bún bò Huế ra đời dưới thời chúa Nguyễn Hoàng, tương truyền là do cô bún xinh đẹp sáng tạo ra tại làng Vân Cù, nay thuộc thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Qua thời gian và không gian, món ăn ngon này đã xuất hiện thêm nhiều cách nấu và mùi vị khác nhau. Trước hết là bún, sợi bún được làm từ bột gạo nguyên chất, mềm mịn và có độ giòn. Bún bò ở Huế thường là sợi nhỏ, ngược lại, ở Sài Gòn thường là loại sợi to. Để đạt tiêu chuẩn, từng sợi phải có độ dai vừa phải, không dai như bột lọc nhưng cũng không bở rệt như bột gạo. Và cũng như những món nước khác, nước dùng là linh hồn của món bún bò Huế. Chủ yếu, nước dùng được nấu từ xương bò cùng các loại nguyên liệu khác như sả, gừng, sa tế và đặc biệt là ruốc. Người Huế thường nói đùa nhau rằng không có ruốc trong nồi nước thì không phải bún bò Huế. Tô bún bò nóng hổi đậm đặc, có lớp ớt ánh đỏ vừa phải, cuốn hút và kích thích vị giác bằng mùi vị cay cay thơm nồng.
Trong một tô bún sẽ có thêm thịt bò, nạm gân và đặc biệt là khoanh giò được hầm mềm nhừ. Cách nấu thịt bò mềm cũng là một nghệ thuật. Nấu lâu quá thịt dai không ngon. Bún và thịt được bày trí cẩn thận trong tô. Bún dai, thịt mềm, ăn với ngò, hành lá cắt, hành tây sắc nhỏ và ớt sắc làm dậy vị thơm nứt cả mũi. À, nói chung quán chú thì đặc biệt là có bỏ nổi á, thì là mấy bạn, nhất là mấy bạn trẻ như tụi con học sinh á thì thích lắm. Mỗi tô bún là hành trình khám phá hương vị và bí quyết chế biến gia truyền. Mỗi nghệ nhân sẽ có cách nấu riêng, hài hòa giữa vị Huế đặc trưng cùng màu sắc bản địa. Về miền Tây, bắt đầu ngày mới đúng bài thì không thể thiếu tô hủ tiếu nóng hổi cùng ly trà đá. Mà phải là cái loại có sợi hủ tiếu dai dai, khi ăn sẽ chua chua ở hai bên mép lưỡi mới chịu. Vậy thôi là cũng đủ cho một ngày. Nói đến hủ tiếu miền Tây thì kể hoài không hết, bởi mỗi tỉnh đều có cái đặc trưng riêng về hương vị, cách ăn. Như hủ tiếu pate ở Bến Tre, hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu cà ri Trà Vinh hay hủ tiếu Mỹ Tho. Hủ tiếu vốn là món ăn có nguồn gốc từ văn hóa ẩm thực Trung Hoa, nhưng người dân miền sông nước ngày xưa đã tạo ra cọng hủ tiếu dai, dần trở thành món ăn nức tiếng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thăng hạng sợi hủ tiếu dai thì không thể bỏ qua nước lèo ngọt, đậm đà đúng điệu người miền Tây. Để có nồi nước lèo ngon là nhờ vào xương ống, thịt, khô mực, tôm khô và vài thứ gia vị bí truyền mà thành. Trong nồi nước lèo ngon sẽ còn hầm thêm củ cải trắng, củ cải đỏ và hành sắc nhuyễn. Có hai kiểu người khi ăn hủ tiếu, kiểu chén nước chấm riêng rồi chấm từng món vào đó như thịt, tôm, hoặc kiểu pha hết nước chấm trộn vào chung với nước lèo. Dù thế nào thì cũng không thể thiếu được chén nước chấm, vì đây như là nét văn hóa của người miền Tây. Bưng tô hủ tiếu còn nóng hổi ra thì phải vắt thêm miếng chanh chua, tí nước tương. Khẩu vị đậm đà hơn nữa thì thêm vài lát ớt tươi, sa tế hoặc là xịt tí tương ớt nữa mới bùng vị. Không biết từ khi nào, món hủ tiếu miền Tây đã trở nên quen thuộc và gần gũi với người Sài Gòn. Bởi chỉ ăn một đũa hủ tiếu đầy, người thành phố cũng cảm nhận được cái hương vị ngọt từ nước hầm, từ tấm lòng chân chất của người sông nước. Dù mỗi quán hủ tiếu sẽ có một đặc trưng riêng, một bí mật gia truyền để tạo nên sự khác biệt, nhưng vị nào cũng thu hút đậm đà. Nếu có ai đó hỏi điều đặc biệt của đồ ăn Sài Gòn là gì, câu trả lời không phải là phở, bún bò hay hủ tiếu. Hơn cả thế, tinh hoa ẩm thực Sài Gòn chính là sự giao thoa văn hóa của các vùng miền trên khắp bản đồ Việt. Mỗi món ăn chính là tâm huyết của người nấu, là câu chuyện về nơi họ sinh ra, là cội nguồn nuôi họ lớn lên. Họ đem theo bản sắc đó đến miền đất Sài Thành để mưu sinh, nhưng cũng là gìn giữ, bảo vệ và giới thiệu về quê nhà của mình. Những đặc sản này khi vào Sài Gòn được phủ lên mình lớp áo mới, có thêm hương vị và cách nấu mới. Qua đó giúp cho món ăn được phổ biến hơn, phù hợp với mọi khẩu vị và sở thích riêng. Trái lại, vẫn giữ được tinh túy của xuất thân, thấp thoáng đâu đó vị thanh đạm tinh tế miền Bắc, hương đậm đà thơ mộng miền Trung, hay cái mùi ngọt bùi phóng khoáng miền Tây Nam Bộ. Không chỉ là món ăn ngon, mà còn là cảm giác tự hào gắn kết quê hương dân tộc. Mặt khác, với những người con xa quê lập nghiệp tại Sài Gòn lại càng ý nghĩa hơn. Những ngày làm việc mệt nhọc thường làm con người ta nhớ về gia đình. Được thưởng thức một món ăn đúng hương vị quê nhà, tưởng chừng như bình thường, nhưng lại xoa dịu và giá trị vô cùng. Người ta thường nói, có thực mới vực được đạo. Ăn một bữa ăn ngon như ý, bao giờ cũng làm người ta phấn chấn và tươi tắn hơn, có đủ năng lượng tiếp tục vượt qua mọi khó khăn. Bữa ăn ngon chuẩn bị, tuy là món quà nhỏ, nhưng đích thực có giá trị lớn. Để gói gọn, ẩm thực Sài Gòn chính là hiện thân của cuộc sống Sài Gòn. Một thành phố tấp nập, nhộn nhịp. Một thành phố được tô điểm bởi vẻ đẹp thân thiện, hiện đại của con người, hòa cùng tinh túy văn hóa bản địa, được những người con xa xứ đem theo cùng. Để hình dung, chúng ta có thể ví von ẩm thực Sài Gòn là bức tranh khảm tuyệt đẹp. Sự cởi mở và tiếp thu giúp cho Sài Gòn có được gia tài ẩm thực phong phú, có được một nét rất riêng, không trộn lẫn với bất kỳ nơi nào. Món ăn xứ xa không chỉ bị nhạ lại như máy móc, thay vào đó sẽ được sáng tạo, phát triển để tạo ra một hình dáng mới, có cá tính gì đó rất tình, như Sài Gòn. Xen lẫn dấu ấn đặc sắc của món ăn địa phương, có lẽ cũng bởi màu sắc riêng biệt đó
mà ai đến đây đều giữ cho riêng mình những kỷ niệm khó quên. Thế nên, nếu bạn là một người muốn trải nghiệm văn hóa ẩm thực nhiều vùng đất khác nhau mà cũng muốn tiết kiệm chẳng hạn, thì Sài Gòn chính là lựa chọn tuyệt vời để khởi đầu cho hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam.